Alo, hôm nay mình sửa cái bóng đèn led này quý vị. Bóng đèn này thì mình đã nói tắt là rồi và nó đã cháy rồi, nhưng mà nói tắt thì nó không có bền, một số bạn nói không có bền. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ đó là sửa bóng đèn bằng cách là thay con led nó luôn ha. Thì thay con led như thế nào thì bây giờ mình sẽ thực hiện cho quý vị xem nha quý vị. Thì đầu tiên mình tháo cái dĩ này ra. Tháo cái biển mặt mặt điện này ra, cái bảng led ra, mình thay cái con led này nè, đặng mà cho nó đó là đủ cái điện của nó tải điện cho nó bền mấy con led còn lại ha. Rồi. Xả chì nữa kìa. Móc lại nữa chứ. Cộng dây đỏ này nè là mà là dây dương nè, dây âm nè. Mà khi mà để lên cái mạch điện thì nó hai cái nó trắng hết trơn à. Rồi bây giờ mình để qua đây đi. Cái này ra. Mình sẽ đó là thay led này. Mình đã tháo một số con led ra rồi nè quý vị. Những led này mình đã tháo ra rồi nè. Đây. Mình sẽ thay vô đó. Rồi và trước khi thay mình sẽ chùi sạch cái ở này không có này không chịu nữa cái vị trí này nè, không có bị dơ nên là mình không có ấy luôn, chứ là mình phải chùi sạch cái này, cái bóng đèn này nó tản nhiệt quá kém. Rồi mình sẽ lấy cái ống quẹt này nè, mình sẽ đốt cái mình hơ chỗ này, mình sẽ lấy con led mình sẽ thay vô. Hồi nãy mình quên cái đầu nào đầu dương đầu âm rồi, nếu mình thay vô tạm đi, chừng nào nó cháy thì thôi, không cháy thì mình đảo đầu lại. Mà đốt cái này quý vị. Đốt khi nào mà thấy chì nó chảy ra thì mình sẽ đó là lấy con led gắn vô. À, chấm nó đen à, đốt lửa led chín à. Bây giờ mình sẽ hàng tạm vô lại. Rồi mình ghim điện vô thử coi nó cháy không quý vị. Còn mong là nó sẽ cháy. Rồi nó cháy nhưng mà chỗ đó nó còn chớp. Rồi mình sẽ tiếp tục với là
đảo đầu con led lại quý vị. Sẽ là gắn nó vô mình sẽ thử, rất là nóng nha. Rồi bây giờ cố gắng coi, bây giờ sẽ là đó, tất cả các con led nó đều cháy hết rồi. Như vậy là chúng ta đã vừa thay xong một cái led cho một cái bản mạch ha quý vị. Đây đó, tất cả các con led nó đều sáng hết. Như vậy đây là một cái phương pháp sửa bóng đèn đó là mới của mình ha, thì nó sẽ rất là chắc chắn hơn, sẽ rất là ok hơn nhiều. Vì là chúng ta đã thay được con led rồi, bây giờ ta chỉ cần đó là tha một miếng keo vô và chúng ta bắt ốc lại là coi như xong. À, bây giờ mình sẽ thử lại lần cuối cùng nha quý vị. Đó, tất cả các con led nó đều sáng, không còn con nào bị vế nữa hết. Ok chưa? Thì vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cách để mà chúng ta sửa một cái mạch led. À, thì mong rằng nó sẽ đem đến nhiều cái là lợi ích cho quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video clip tiếp theo của mình. Bye bye.